Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp về tình hình Syria, trong đó nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày một xấu đi tại quốc gia này. Tại cuộc họp, Việt Nam cũng kêu gọi các bên tại Syria thúc đẩy tiến trình chính trị. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Geir Pedersen cho biết, đang thúc đẩy sự tham gia của các đối tác quốc tế và các nước trong khu vực nhằm tìm giải pháp cho tiến trình chính trị Syria trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths nhấn mạnh, tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi do tác động của khủng hoảng kinh tế và dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên liên quan ở Syria tiến hành đối thoại mang tính xây dựng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Đại diện Việt Nam cũng cho rằng cần tăng cường viện trợ nhân đạo và xây dựng chiến lược phục hồi hậu xung đột một cách toàn diện cho Syria.